Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Giáp Tý, tháng Ngọ Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hợp đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh, Hải Trung Kim, ngày Giáp Tý tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, hải trung kim, kỵ tuổi, mậu ngọ, nhâm ngọ, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tý lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Hoàng Vu xấu mọi việc, sao Thiên Tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương, sao Phi Ma Sát kỵ về giá thú nhập trạch, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng. Và đặc biệt á, ngày 5 tháng 7 năm 2023, tức là ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày tam nương sát xấu, kỵ về khai trương, cưới hỏi, xuất hành, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Kiếp tài tác động lên vận trình của người tuổi Tý, đây là điểm báo hao tổn tài sản rất rõ. Con giáp này cần phải thận trọng nhiều hơn, kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Đây không phải là lúc bạn được phép chủ quan hay lơ là mất cảnh giác, nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Người làm kinh doanh chớ nên mạo hiểm đầu tư trong một ngày nhiều hung hiểm thế này, nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc của bạn đang khá lớn. Những vấn đề về tài chính cần phải suy xét kỹ càng, chớ nghe lời đường mật của những kẻ không đáng tin mà đưa tiền bạc vào nơi không an toàn. Tham thì thâm, đâu phải lúc nào lợi nhuận cao là cũng có thể đâm đầu vào. Thủy khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Hãy cẩn trọng, đừng coi thường những dấu hiệu bất thường của cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao để tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có điểm báo hao tổn tài sản rất rõ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy thận trọng, kẻo vướng vào tai họa khiến tiền bạc tiêu tan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, người làm kinh doanh chớ nên mạo hiểm đầu tư trong hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chớ nghe lời đường mật của những kẻ không đáng tin. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 11, số 64, số 27. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ:
Thìn, Thân, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Lục hợp nâng đỡ người tuổi Sửu không ít trong ngày thứ tư này, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Tuy nhiên, ngày này bạn nên tránh hợp tác với những người tuổi xung ngày là Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn kẻo khiến cho vận trình từ tốt chuyển thành xấu. Chính quan nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Sửu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn. Thủy thổ xung khắc gây ra một vài trục trặc trong chuyện tình cảm của những chú trâu. Hai người không chia sẻ với nhau những chuyện gặp phải, những vấn đề đang tồn tại nên khó lòng thông cảm được với nhau, khoảng cách cứ ngày một lớn dần, mối quan hệ ngày càng ngột ngạt. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình may mắn, hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có lộc phát tài nhưng nên tránh hợp tác với người xung tuổi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, biết tận dụng cơ hội thì có được nhiều bước đột phá lớn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, gặp một vài trục trặc trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 60, số 86, số 22. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Nhận thấy, người tuổi Dần được các tinh thực thần che chở nên tài vận rất vượng. Các thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó. Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành sôi hỏng bỏng không. Thủy sinh mộc rất có lợi cho phương diện tình cảm của những chú hổ. Tình duyên nở hoa, người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, bạn gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tài vận khởi sắc, người kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, biết tận dụng cơ hội kiếm tiền nên thu về lợi nhuận khả quan. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình duyên nở hoa, người độc thân có nhiều cơ hội. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 21, số 87, số 15. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới gặp cục diện Ý Mão tương hình, gây không ít khó khăn cho người tuổi Mão trong ngày này. Bạn dễ vướng phải những vụ việc tranh quyền đoạt lợi. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, tránh vì nổi hứng bất ngờ mà làm những hành động thiếu lý trí. Có thể bạn sẽ phải thu dọn hậu quả vì những nông nổi ngày hôm nay đấy. Lại thêm thương quan cản trở, đầu óc con giáp này khó mà tập trung vào công việc hiện tại khi quá nhiều tác động từ ngoại cảnh. Đó là lý do bạn dễ phạm phải những sai lầm không đáng có.
con giáp này cần phải đặt lại mục tiêu phấn đấu cho mình cũng như rèn luyện khả năng tập trung hơn. Ngũ hành tương sinh, nhờ thế mà bản mệnh có thể dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Dù sao thì cả hai vẫn còn tình cảm sâu đậm với nhau nên không có hiểu lầm nào không thể tháo gỡ. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, dễ vướng phải những vụ việc tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, khó tập trung do có nhiều tác động từ ngoại cảnh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, cần phải đặt lại mục tiêu phấn đấu cho mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 20, số 18, số 96. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Thứ tư này, tam hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn mang tới vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi bạn có lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước. Tuy nhiên, công việc của bạn không được may mắn như tài chính khi thiên quan đang rình rập. Người tuổi này trong hôm nay cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chớ vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ. Điềm báo tử vi cho thấy họa thị phi đeo bám con giáp này trong ngày hôm nay. Họa từ miệng mà ra chính là nói đến người tuổi Thìn trong ngày này. Ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm của bản mệnh gặp nhiều biến động, cả hai thiếu sự tin tưởng đối với nhau. Có lẽ do ngày nào cũng bận rộn, quay cuồng với công việc lại phải đối mặt với những trách móc, tra hỏi của nửa kia khiến bạn cảm thấy vô cùng mỏi mệt và dần mất kiên nhẫn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ, tiền bạc ùn ùn đổ về. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói khi họa thị phi đeo bám. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, chớ vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ kẻo họa từ miệng mà ra. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm gặp nhiều biến động, đôi bên thiếu sự tin tưởng. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 87, số 55. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Dần, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ trong hôm nay được thiên tài trợ vận nên tài lộc vượng phát đến không ngờ. Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người may mắn trao cho tài lộc, cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng. Tuy nhiên, do thủy hỏa xung khắc, đường tình duyên của những chú rắn gặp nhiều trục trặc bất lợi. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Có lẽ cả hai nên có một buổi ngồi lại để nói chuyện hòa bình và giải quyết hết những vấn đề hiện tại. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tài lộc vượng phát đến không ngờ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, làm ăn buôn bán thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định mới đạt được thứ mình muốn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đôi lứa có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến những cuộc tranh cãi. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao.
tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 85, số 07. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, tím, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Cục diện Tý Ngọ tương xung là điềm báo người tuổi Ngọ có thể gặp không ít rắc rối trong công việc vào ngày này. Bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, gây ra tranh chấp với đồng nghiệp, đối tác làm ăn nên ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của mình. Có người còn có thể chịu sự trách mắng, phê bình của lãnh đạo. Lại thêm ngũ hành xung khắc, đường tình duyên của con giáp này vẫn chưa được suôn sẻ. Nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người nên mâu thuẫn dâng cao. Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là bạn cần nhún nhường thêm chút nữa, đừng để cái tôi của mình chèn ép lên mối quan hệ hai người, gây tổn thương cho đối phương mà cũng muộn phiền cho chính mình. Bù lại, chính tài đang trợ lực rất lớn cho vận trình tài lộc của con giáp này trong hôm nay. Nhiều khoản thu về từ công việc chính, bản mệnh lại khéo tích cóp, gom góp về chứ không để hoang phí nên tiền bạc càng thêm sinh sôi nảy nở, trao cho những chú ngựa nhiều cơ hội để có thể phát triển trong các lĩnh vực khác nữa. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, gặp không ít rắc rối trong công việc, tiến độ trì trệ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tranh chấp với đồng nghiệp do không kiểm soát được cảm xúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, có thể chịu sự trách mắng, phê bình của lãnh đạo. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, mâu thuẫn tình cảm dâng cao nên hạ cái tôi xuống. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở, tài lộc hanh thông. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 25, số 76, số 90. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Tỵ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Ngày mới gặp cục diện Tý Mùi tương hại, người tuổi Mùi có điềm báo dễ phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha của đồng nghiệp. Có thể kẻ tiểu nhân đang ngấm ngầm hãm hại bạn, đẩy bạn vào rắc rối, cạnh tranh không lành mạnh vì ghen tức những thành quả mà bạn đã đạt được trong công việc. Lúc này, đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi nói miệng cũng chẳng đem lại ích lợi gì khi những kẻ xấu đó luôn có đủ chiêu trò để gây bất lợi cho bạn. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là người như thế nào. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân sẽ chẳng thể bắt bẻ được điều gì và phải tự rút lui thôi. Thủy thổ xung khắc nhắc nhở bản mệnh này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới gia đình và con cái của mình. Bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đã trở nên xa cách hơn rồi hay không? Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con, cùng con trưởng thành ở những thời khắc quan trọng trong cuộc đời trẻ. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, dễ phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, kẻ tiểu nhân đang ngấm ngầm hãm hại, đẩy vào rắc rối. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới gia đình và con cái của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 33, số 89. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đi, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Người tuổi Thân được tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình ngày thứ tư này có phần khởi sắc hơn.
Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bản mệnh đều đạt bước tiến đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó. Công việc được cả các tinh thiên ấn che chở nên không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bản mệnh khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán của những chú khỉ khiến bạn rất hài lòng. Chuyện tình cảm trong hôm nay cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy. Ngoài ra, những ai độc thân đừng ngại khi được giới thiệu, mai mối, nếu không bạn sẽ chẳng thể tự mình mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm nhân duyên phù hợp đâu. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình khởi sắc đều đạt bước tiến đáng mừng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, người làm ăn kinh doanh có lợi, xóa bỏ trở ngại tài chính. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt để giải quyết công việc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, người độc thân đừng ngại khi được giới thiệu, mai mối. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 67, số 08, số 25. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Người tuổi Dậu gặp phải cục diện tương phá nên vận trình trong ngày này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nhất là ở phương diện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân đứng sau ném đá giấu tay khiến cho tiền tài của con giáp này bị tiêu hao đi đáng kể. Bạn nhẹ dạ cả tin nên chưa kịp phát hiện ra vấn đề nảy sinh từ đâu, chỉ thấy tiền từ trong túi mình không ngừng chảy đi. May mắn là có chính ấn an ủi khi bản mệnh giành được một số thành quả trong công việc. Không để cho những nỗi lo lắng về tài chính ảnh hưởng, tuổi Dậu vẫn phát huy hết khả năng của bản thân, thể hiện mình là một người có trách nhiệm và có khả năng thích ứng rất cao với mọi hoàn cảnh. Trong ngày thủy được kim dưỡng, đường tình duyên của người tuổi này cũng khởi sắc. Đôi lứa càng ngày càng thêm gắn bó thân thiết. Có lẽ ngày báo tin vui của hai bạn không còn xa nữa, ngày chung đôi sẽ rất gần thôi. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, vận trình tài lộc tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc hao tổn vì có tiểu nhân ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tranh thủ giành được một số thành quả trong công việc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, phát huy hết khả năng của bản thân, thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đường tình duyên khởi sắc, đôi lứa ngày càng thêm gắn bó. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 14, số 08, số 66. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, xám. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Bị hung tinh thiên quan tác động, người tuổi Tuất nên cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã giao của mình. Không phải ai nhiệt tình tiếp cận với bạn cũng đều mang mục đích tốt và thật sự muốn trở thành bạn với bạn. Một số kẻ tiểu nhân âm hiểm đang đeo mặt nạ với vẻ ngoài vô hại để nhăm nhe chờ thời cơ để đẩy bạn xuống đấy. Hôm nay không phải là ngày thích hợp cho các quyết định đầu tư của bản mệnh. Rủi ro khá lớn, nguy cơ mất tiền hiện hữu bất cứ lúc nào. Thành công không khả quan lại có họa tiểu nhân rình rập nên tốt nhất bạn nên để sang ngày khác. Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh cũng nên quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Những triệu chứng bất thường của cơ thể báo hiệu sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề và cần được xem xét cẩn thận. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nên cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ
đề phòng tiểu nhân tiếp cận với mục đích xấu. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hôm nay không phải là ngày thích hợp cho các quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, rủi ro khá lớn, nguy cơ mất tiền hiện hữu bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nên quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 23, số 12, số 67. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Tỷ thiên nhập cục, vận trình ngày này của người tuổi Hợi không khả quan cho lắm. Có lẽ do bản mệnh không đủ linh hoạt, cứng nhắc áp dụng mọi chuyện theo đúng như nhận định và suy nghĩ của bản thân, đặt cái tôi lên quá cao nên dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác. Nếu không sửa đổi điều này, con đường tiến thân của con giáp này sẽ rất gập ghềnh. Một vài kế hoạch đầu tư tài chính của mệnh chủ cũng nên được xem xét lại cẩn thận trong hôm nay. Có vẻ bạn đang khá nóng vội đạt được mối lợi trước mắt mà bỏ qua những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn. Nếu cứ tiếp tục đâm đầu mù quáng, bạn sẽ phải trả giá đắt cho sự vội vàng của mình. May mắn, bạn có một ngày tình cảm hài hòa, gia đình yên ấm, các thành viên gắn kết với nhau, bạn và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau điều gì mà luôn luôn tâm sự, trao đổi với nhau mọi việc trong nhà, cho dù việc lớn hay nhỏ, nên duy trì hạnh phúc rất tốt. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, cái tôi quá cao nên dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, con đường tiến thân gập ghềnh nếu không sửa đổi sự cứng nhắc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên xem xét lại một vài kế hoạch đầu tư tài chính. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, chớ nóng vội đạt được mối lợi trước mắt mà bỏ qua nguy cơ và rủi ro. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm hài hòa, gia đình yên ấm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 55, số 16, số 94. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.